Vào đêm ngày 20 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai trực thăng quân sự nước này đã rơi khi đang huấn luyện đêm ngoài khơi quần đảo Izu trên Thái Bình Dương và sự cố đã khiến cho 7 người mất tích. Công tác tìm kiếm 7 nạn nhân mất tích vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Trả lời trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cho biết đây là một vụ tai nạn đáng tiếc và việc thu thập, phân tích thông tin sẽ được tích cực triển khai để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Chúng tôi đã chỉ đạo siết chặt việc quản lý an toàn của các chuyến bay huấn luyện và hiện lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đã tạm dừng các chuyến bay huấn luyện đối với khoảng 80 máy bay mà lực lượng này sở hữu. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản sáng ngày 22 tháng 4 cho biết một số chi tiết của máy bay như cánh quạt và mũ bảo hộ của các thành viên phi hành đoàn đã được trục vớt ở vùng biển xung quanh khu vực xảy ra sự cố. Máy ghi dữ liệu chuyến bay FDR đã được tìm thấy và đang được phục hồi để phân tích thông tin. Đáng chú ý, vị trí thu được của cả hai FDR ở khá gần nhau nên khả năng cao là hai máy bay đã va chạm với nhau trong quá trình huấn luyện.